Vài ngày sau, Chloe không đến trường và cũng không trả lời tin nhắn của Hanley. Sau giờ học, Tom chạy đến bắt chuyện với Hanley để hỏi thăm và hẹn đi chơi. Hanley giống như Katy trước khi mất tích, bị thu hút bởi thứ quỷ dị xuất hiện ở phía bìa rừng. Chỉ mỗi cô ấy nhìn thấy và nó đã biến mất ngay sau đó. Ren thì ở trong thư viện, miệt mài nghiên cứu Slenderman. Cô ấy đã tìm thấy được rất nhiều trường hợp mất tích liên quan đến truyền thuyết đô thị này. Theo tìm hiểu, thì có một cuốn sách mô tả chi tiết trường hợp về Slenderman là một hệ thống điện sinh học. Thế là Ren đi tìm cuốn sách đó để đọc. Đồng thời cô cũng gọi Hanley để nói những gì mình đã biết. Tuy nhiên, Ren không thể sử dụng được điện thoại.